Chào các bạn, mình đang đứng ở cái gian hàng của Sony và mình đang trước mặt mình là cái quầy Sony trình diễn cái thẻ nhớ XQD, cái chuẩn thẻ nhớ mới tốc độ cao Sony vừa giới thiệu, và Nikon cũng đã tích hợp vào cái máy 4D của mình, xin lỗi D4 của mình. Đây là cái thẻ XQD dung lượng 16GB, bên đây là cái thẻ 32GB, và ở đây chúng ta có một cái thẻ đầu độc thẻ qua cái cổng PC Express card 3/4, và bên đây là đầu độc thẻ bình thường dùng giao tiếp USB 2.0 3.0. thì cái thẻ XQD này nó nhắm đến cái thị trường chuyên nghiệp tốc độ cao, tức là nó là tương lai thay thế cho thẻ này, thẻ CF này, và nó đã được cái hội mà Compact Flash đã thông qua. Thì bạn thấy là kích thước của nó bé hơn một tí so với cái thẻ CF, nhưng mà tốc độ nó nhanh hơn rất là nhiều. Còn so với thẻ SD, đây mình có một thẻ SD ở đây, thì SD vẫn lợi thế hơn về độ mỏng và về độ và về kích thước, nhưng mà SD lại rất là chậm hơn nhiều so với cái thẻ CF hay là thẻ này. Một số cái thẻ SD là có tốc độ cao hơn, nhưng mà về cơ bản này vẫn không thể nhanh hơn cái thẻ XQD này được, hoặc là thẻ CF được. Cảm ơn các bạn.